Chẳng nhiếp thọ pháp không nội, chẳng nhiếp thọ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt giáo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, chẳng nhiếp thọ trơn như, chẳng nhiếp thọ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì, chẳng nhiếp thọ bốn niệm trụ, chẳng nhiếp thọ bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, chẳng nhiếp thọ thánh đế khổ chẳng nhiếp thọ thánh đế tập diệt đạo Chẳng nhiếp thọ, tám giải thoát, chẳng nhiếp thọ, tám thắng xứ, chín định thứ đệ mười biến xứ. Chẳng nhiếp thọ, pháp môn giải thoát không, chẳng nhiếp thọ, pháp môn giải thoát, vô tướng, vô nguyện. Chẳng nhiếp thọ, bậc cực hỷ, chẳng nhiếp thọ, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tọa bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tọa bậc pháp vân. Chẳng nhiếp thọ, năm loại mắt, chẳng nhiếp thọ, sáu phép thần thông chẳng nhiếp thọ pháp môn tam ma địa chẳng nhiếp thọ pháp môn đà la ni chẳng nhiếp thọ mười lực phật chẳng nhiếp thọ bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, chẳng nhiếp thọ, việc quán 12 chi duyên khởi theo chiều thuận nghịch, chẳng nhiếp thọ việc biết khổ, đoạn tập, chứng diệt, tu đạo, chẳng nhiếp thọ quả dự lưu, chẳng nhiếp thọ quả nhất lai, bất hoàn, a-la-hán, chẳng nhiếp thọ quả vị độc giác, chẳng nhiếp thọ địa vị nhập tránh tánh ly xanh của Bồ Tát, chẳng nhiếp thọ việc nghiêm tịnh cõi Phật, chẳng nhiếp thọ việc thành thục hữu tình, chẳng nhiếp thọ thần thông của Bồ Tát, chẳng nhiếp thọ trí nhất thiết, chẳng nhiếp thọ trí đạo tướng trí nhất thiết tướng, chẳng nhiếp thọ việc đoạn trừ tất cả tập khí phiền não tương tục, chẳng nhiếp thọ pháp không quên mất, chẳng nhiếp thọ tánh luôn luôn xả, chẳng nhiếp thọ tuổi viên mãn, chẳng nhiếp thọ việc chuyển pháp luân, chẳng nhiếp thọ sự tồn tại của chánh pháp. Vì sao